anh Trần Tuấn Anh ở xã Thành Tâm, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước của chúng ta, thì anh đã xây dựng và ổn định mô hình kinh tế với cái mô hình nuôi chim yến rất là hiệu quả và thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Từng có thời gian dài gắn bó với công tác đoàn, nhưng chàng trai trẻ Trần Tuấn Anh đã rẽ lối chọn nghề nuôi chim yến để làm giàu. Tháng 6 năm 2013, Tuấn Anh mạnh dạn vay mượn đầu tư 700 triệu đồng để làm nhà yến. Chỉ sau một năm, yến đã bắt đầu về làm tổ. Gia đình đã bắt đầu thu được 200-300 gram tổ yến mỗi tháng. Sau một thời gian dài tích lũy, không những trả được nguồn vốn vay, đầu năm 2015, Tuấn Anh còn tiếp tục đầu tư làm nhà yến thứ hai. Áp dụng tốt kỹ thuật vận hành nhà yến, cách dùng âm thanh ánh sáng để giữ mùi dẫn dụ yến về làm tổ, đến nay đã phát triển được thành 8 nhà yến ở các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Tây Ninh và Lâm Đồng với thương hiệu yến sào Nam Phú. Hiện tại, Tuấn Anh còn có một xưởng sản xuất yến tinh với thiết bị máy sấy hiện đại. Không chỉ cung cấp các mặt hàng tổ yến thô, yến tinh chế cho người tiêu dùng và nhận thi công lắp đặt nhà yến, hiện nay yến sào Nam Phú còn chế biến yến hũ chân sẵn để cung cấp ra thị trường. Nhu cầu chăm sóc bồi bổ sức khỏe của con người hiện rất cao, nên tổ yến thu được của gia đình Tuấn Anh vẫn không đủ cung cấp cho thị trường và phải thu mua thêm. Với mô hình kinh tế của mình, hiện tại Tuấn Anh đang tạo việc làm cho 30 lao động tại địa phương với mức lương từ 6 cho đến 12 triệu đồng một người một tháng. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, Tuấn Anh có nguồn thu nhập vài tỷ đồng. Nỗ lực cố gắng trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình, Tuấn Anh đã được các cấp ghi nhận và đánh giá cao trong phát triển kinh tế và tham gia công tác an sinh xã hội, như làm các công trình thắp sáng đường quê, xây nhà nhân ái, nhà tình thương. Thường thường thì mỗi một năm, những cái năm mà chưa dịch Covid á, thì bình quân mỗi một năm tôi thì xây từ 3 đến 4 căn nhà tình thương. Có nghĩa là mình lấy ở cái đó cũng lộc trời nên mình cố gắng hỗ trợ bà con, tại vì khi xã hội phát triển thì công ty mình phát triển được.